đẹp thì nghiêng nghiêng về đây, nghiêng nghiêng cái ăn cơm về đây nào. Ờ đúng rồi, không thả chim thả bướm nữa nào. Nghiêng đi. Ôi giời ơi, khiếp quá thôi. Làm tốt quá người à. Giờ treo cái chinh sang bên này, đúng rồi, duỗi cái chinh thẳng ra. Đây, cái chinh. Cái chân. Trống mặt quá à, Bảo ơi. Ra người nào. Trống mặt quá. Ra biểu diễn đi. Úi dồi, tí nữa thì ngã. Rồi thả hồn vào đá đi, thả nói đi. Quần rách. Quần rách tả tơi, thủng đít rồi. Ô chuyện. Xuống chữ ăn thắng cô, xuống chữ dường ô. Cũng cho mày này, cũng cho tao, cũng cho tiền cảnh hút lên khao. Nào hãy lại đây, trời đất cuống quay. Bát này lại bát nữa lại bát này. Cũng thì thường đi như lời nói như tin bay. Cứ gặp nhau là uốn mà uốn là phải say. Với vùng cao họ là thế, cũng chưa say chưa về. Với đường vừa hát, bài nào cũng khê khê. Ai to vào đứa ngựa, con ngựa cũng say say. Chân bước theo chân ngựa, người ta như trên mây. Họ chơi. Oh, where you put on? Móng cái gì đi? Cái gì đấy? Ôm móng cái. Móng đực cơ. Tao tưởng là lớn móng cái. Không mà yên tâm. Cô gái móng cái. Đâu móng ở đâu? Cha tổ rừng thương đến Cà Mau rừng nước. Bảo Đình Minh và sáu thời xa. Ôi dồi ôi. Ôi là MC. Ồ thế ạ. Chưa đẹp thế bao giờ. Xanh núi xanh sông xanh đồng xanh biển. Xanh trời xanh của những ước mơ. Tôi bay giữa màu xanh giải phóng. Tầng thấp tầng cao chiều dài chiều rộng. Ôi Việt Nam yêu suốt một đời. Nay mới được ôm người trọn vẹn người ơi. Cùng ví thay toàn thân đất nước, từ Trường Sơn vươn tới Trường Sa. Từ cha cùng YouTuber nổi tiếng A Páo ấy, mệnh danh là nghệ sĩ điên này. Trên đỉnh đèo Mã Pì Lèng. Đã qua thuở mùa bóng giặc, trắng khăn tang tan lùi cỏ cây. Đã qua nỗi đêm nam ngày bắc, giữa quê hương mà như kiếp đi đầy. Ta đã thắng, ta đã thắng, hãy thắng đường đi tới. Lấp như hộp bom, xoa mọi đau buồn. Từ cha cổ rừng riêng, làm làm ơi. Anh ơi, cái mình tên gì ở đâu đến? Em tên là Hà Phương, em có móng cái. Ồ, có rất nhiều móng và rất nhiều cái con cái. Mình là con được hai cái con cái. Nhưng là con mình đến Hà Giang sẽ rất là yêu Hà Giang. Ồ, rồi, rất yêu Hà Giang. Nó là con cái quê hương móng cái luôn đây. Con cái nhận diện là cái tóc nó dài. Cái chinh nó trắng và rất xinh đẹp. Nhìn tầm beautiful again. Rồi cái mình có người thương chưa? Em mới cắt riêng ông cách đây 2 hôm. Ô, dạ người nó vẫn còn nguyên chinh. Nguyên hai cái chinh đây. Nào, cái mình xuôi cái chinh ra để áp vào nhìn thấy nào. Nào, cái chinh nhà nào xuôi chinh ra. À, đúng rồi, đây nó mới cắt riêng âm, nó vẫn còn nguyên chinh. Nguyên hai cái chinh đây, hai cái chinh nó đây. Đây, đúng rồi, rồi. Hai cái mình chưa có người thương đúng không? Vâng ạ. Rồi sờ vào đang đi lên phà để mong gặp được anh nào ở trên này đáng yêu nha A Páo. Anh A Páo đây. Rồi cái mình sờ vào đá ta đi. Xin xin cái sức khỏe may mắn tài lộc tình duyên đi. Sờ vào sang tháng có người luôn. À không, sang tháng có người thương luôn. Rồi.
Nhắm mắt lên đi. Lương ơi. Lương ơi. Đây. Rồi, không xoa nó chảy nước đây. Không xin đánh đi đánh lu ở đây. Không, em chỉ không xin buôn ma đi heroin ở đây. Em chỉ xin sớm có người thương thôi. Xin chưa, nếu mà không có người thương lên đây à báo thương cho. Nếu mà cần sản xuất ra người lên đây à báo sản xuất ra người Tony no money. Em đang rồi. Thank you anh nhà báo. Cái mình cần bao nhiêu người thương? một người thương hay nhiều người thương? Một người chỉ cần anh đã bảo em thương em đến một thì nó lại ít quá. Một ít quá, cần nhiều người thương. Giang ơi, tôi nhìn cái nó đáng yêu à. Sao sao cái mình ăn gì mà anh ơi, đẹp thế. Thôi sao đi. À, rồi yên tâm A Báo Tony luôn, AW luôn. A Báo có bộ rồi. Cái mình à, có bộ rồi, có nhìn thấy tay A Báo đâu nhẫn chưa? Tại mình ăn gì mà đẹp thế? Em ăn thịt dai đấy. Cô ăn thịt dai dạ ơi. Cô ăn thịt dai mà bầm mà ê ê đến mấy lời à dạ ngồi. Có ăn xúc xích không? Ăn ngô không? Nhưng mà em thích banana. Là cái gì đấy? Quả chuối. Không ơi. Sốt như bò. Ai nó ăn chuối đấy? Rồi. Thổi xáo đi. Anh thổi xáo đi. Quần thì quần thủng đít. Anh bảo cần ra cho áp tao. Hả? Đang quay rồi. Tay con tay. Anh ra đây, quay tay cho A Báo. Ui giời, quán tưởng đi tới. Em đang ngồi yên đi, A Báo quay cái đây. Đặc trưng của ông, A Báo á. Mặc quần thủng đít đi tan gái này, bao giờ. Cái này, cái đấy là cái hay đấy. Ra đây, đứng ở đây. Thôi sao đi. Quay hai tay chống đi. Ôi, chống đùa tí á. Không được. Còn em đây. Thế này thôi, để lấy cái núi à. Đứng im. Giang ơi, nó tốn trái. Ô ra lại đi lung tung rồi. Nhưng không có mặt anh. Rồi. Thôi gần gần một tí là được chưa. Ô lại gần quá rồi. Đứng im thôi. Ờ, để. Ok, để im nào. MC cho. Hello, I am a power mong loco. I want to give you a song her mong melody. Thì lâu cú thoi chạy của họ mẹ mẹ hào ta sao. Mọi người, bạn thổi sao? Các bạn thân mến, Hà Giang có một đất trời là của riêng và người ta sống yên bình trong đó. Phải đến Hà Giang rồi bạn mới cảm nhận sâu sắc điều này. Và với Hà Phương ngày hôm nay rất là hạnh phúc khi bên cạnh mình có anh A Báo. Và bây giờ thì anh A Báo sẽ gửi đến chúng ta những giai điệu rất là ngọt ngào của miền núi. Chúng ta sẽ cùng đến với Đông Bắc, với những rừng hoa ban nở trắng, với rượu cần uống quên say và một chàng trai vô cùng đẹp trai như thế này. Very handsome. Ô mê ơi, nó là MC ở truyền hình Canada về thăm. Giang ơi, sau này nói hay thế. Cái ai được yêu nó đo đỏ à. Giang ơi, rau rền. A Báo tặng cái nó một bản sao mông. Bản tình ca trên núi. Cho nó lên núi luôn.